9 bộ dụng cụ tẩy lông tại nhà phù hợp với từng vùng da trên cơ thể. Trải nghiệm đầu tiên với bộ waxing tẩy lông tại nhà của mọi người đều rất thê thảm. Da nổi mẩn đỏ, kích ứng, sứt da, khô da. Mùa hè đến cũng là lúc chị em bắt đầu phải xử lý vi ô lông. Nhưng thành thật mà nói, không phải ai cũng là chuyên gia trong lần thử đầu tiên. 1. Draft Exfoliating Body Toilet Plus Lavender and Coconut Milk. Để không làm da bị tổn thương, 2 ngày trước khi hành sự, bạn cần dùng kem tẩy da chết và kem dưỡng ẩm cho vùng da cần tẩy lông. Tẩy tế bào chết trước khi tẩy lông là cách tốt nhất để loại bỏ các sợi lông mọc trong da. Nếu bạn thường gặp tình trạng lông mọc ngược, gây sưng tấy và nổi mụn, thì nên tẩy da chết ở vùng lông đó. Một hộp tẩy da chết cho cơ thể Draft Exfoliating Body Toilet Plus Lavender and Coconut Milk có giá 599 USD, 140,439 Việt Nam đồng. 2. First Skincare Ingrown Concentrate. Chăm sóc da sau khi tẩy lông cũng quan trọng như lúc chuẩn bị. Để ngăn ngừa kích ứng, chân lông sần sùi hoặc lông mọc ngược, chúng ta cần dùng serum dưỡng ẩm hàng ngày cho da. Thành phần của First Skincare Ingrown Concentrate gồm vitamin A, E cấp ẩm, dầu cây trà chống viêm và chiết xuất hạt cây rum chống oxy hóa. Giá 28 USD, 656,474 Việt Nam đồng. 3. Bliss Toytech Waxing Hair Removal Kit. Nếu dùng sản phẩm waxing, bạn không thể chủ quan với nhiệt độ của sáp, mất khoảng 3-5 phút để làm nóng sáp. Sáp quá nóng có thể làm da bị tổn thương, sáp không đủ nóng thì không tẩy sạch được lông. Vì thế hãy dùng bộ kit waxing chuyên dụng để đảm bảo an toàn. Giá 229 USD, 539,012 Việt Nam đồng. 4. Flamingo Body Wax Kit. Nếu không thích bộ kit làm nóng sáp waxing, bạn sẽ yêu thích bộ dụng cụ dễ sử dụng này từ Flamingo. Bộ sản phẩm được trang bị 24 dải waxing và 6 miếng vải để làm sạch nhanh chóng. Công thức hoàn toàn không chứa màu nhân tạo, không nước hoa, không paraben và không dầu khoáng. Giá 999 USD, 234,221 Việt Nam đồng. 5. No More Stay Clip Wax. Bạn không thể mua một loại waxing rồi dùng cho cả cơ thể. Vùng ria mép nhạy cảm hơn chân tay nên bạn phải mua sản phẩm có tính chất cực kỳ dịu nhẹ. No More Stay Clip Wax chính là một lựa chọn lý tưởng bởi thành phần không có mùi thơm, không màu nhân tạo và không paraben. Giá 649 USD, 152,161 Việt Nam đồng. 6. Sally Hansen Hair Remover Wax Street Kit. Bộ dụng cụ tẩy lông tại nhà này được đóng gói với các dải waxing được cắt thành 3 hình dạng thuận tiện cho khuôn mặt, lông mày và vùng bikini của bạn. Nếu sau khi wax bạn bị mẩn đỏ, thì hãy dùng một loại dầu dịu nhẹ để vỗ lên da. Giá 529 USD, 124,027 Việt Nam đồng. 7. Parisa Mini Wax Strip Brow Shaper. Cần một chút bảo trì cho lông mày. Những dải waxing thân thiện với da nhạy cảm này là lựa chọn dễ dàng để nhổ hoặc tỉa lông mày của bạn. Bạn hãy làm ấm các dải waxing bằng cách nhẹ nhàng chà sát chúng giữa hai bàn tay của bạn. Sau đó ấn chúng lên da, theo hướng lông mày mọc xuôi rồi bóp theo hướng ngược lại. Giá 999 USD, 234,221 Việt Nam đồng. 8. Vic Ready to Use Wax Strip Sun Wax. Vic Ready to Use Wax Strip Sun Wax có công thức đặc biệt dành cho các loại da nhạy cảm, dễ bị kích ứng. Kem được pha với dầu hạnh nhân và vitamin E giúp làm dịu và hydrate hóa làn da của bạn trong suốt quá trình tẩy lông. Đây là sản phẩm dùng cho chân tay các nàng nhé. Giá 849 USD, 199,052 Việt Nam đồng. 9. Dare Hair Remover Lotion with Softening Baby Oil. Đây không phải là sản phẩm tẩy lông tại nhà, nhưng lại rất có ích trong trường hợp bạn tẩy bị lỗi. Nếu vẫn còn vài sợi lông sót lại, bạn hãy bôi một lớp Dare Hair Remover Lotion with Softening Baby Oil dày, chờ 3 phút rồi lau mạnh với khăn sạch. Giá 799 USD, 187,330 Việt Nam đồng.